Chào các bạn, trong cái clip trước mình có chia sẻ là Tổng thống Mỹ Donald Trump chi ra 1.000 tỷ Mỹ Kim để hỗ trợ người dân nghèo của mình vượt qua dịch coronavirus. Thì có nhiều bạn comment hỏi mình là tiền ở đâu mà Mỹ lại có 1.000 tỷ Mỹ Kim trong một thời gian ngắn như thế, ở đâu ra. Thì hôm nay mình làm cái clip này để chia sẻ các bạn biết tiền ở đâu có mà Tổng thống Donald Trump chi tới 1.000 tỷ Mỹ Kim cho người dân của mình. Đó là tiền mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED mua trái phiếu của chính phủ Mỹ nha mọi người. Đó, có nghĩa là chính phủ Donald Trump phát hành trái phiếu 1.000 tỷ Mỹ Kim và ngân hàng FED mua vào nha mọi người. Thì ông Trump sẽ có trong tay 1.000 tỷ Mỹ Kim để chia sẻ khó khăn cho người dân của mình. Và có nhiều bạn hỏi tôi là tại sao Trung Quốc và Việt Nam không thể làm được như Mỹ. Thì câu trả lời là chỉ có nước Mỹ mới có chuyện cơ quan phát hành tiền độc lập hoàn toàn với chính phủ, còn chính phủ ở Trung Quốc và Việt Nam thì ngân hàng nhà nước trung ương và chính phủ là một. Nếu tùy tiện in tiền thì sẽ xảy ra lạm phát và siêu lạm phát. Đó. Nguyên tắc lấy tiền của Mỹ là nếu thiếu tiền, quốc hội sẽ cho phép nâng trần nợ công lên. Mình thí dụ như là Mỹ đang nợ công là 10.000 tỷ. Đó. Do xảy ra nạn dịch, quốc hội cho phép Mỹ nợ thêm 1.000 tỷ nữa là 11.000 tỷ. Như vậy ông Trump sẽ có 1.000 tỷ để chi tiêu. Đó. Với điều kiện là anh Trump sẽ phát hành trái phiếu với tiền lời cho phép để dân giàu Mỹ hoặc các nước mua vào. Mà cái trường hợp này thì đang khủng hoảng kinh tế thế giới nên người dân giàu của Mỹ không mua nha, trái phiếu này nha mọi người. Thì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ mua bằng cách gom về và phát hành bằng tiền giấy tung ra thị trường. Đó, còn FED là ngân hàng như thế nào, trái phiếu là cái gì thì một chút cuối clip mình sẽ chia sẻ cho các bạn luôn. Đó. Và Mỹ lấy cái tài sản gì để thế chấp mà để phát hành trái phiếu cho mọi người? Thì tài sản để bảo chứng đó là 90.000 tỷ của 1% dân giàu nhất nước Mỹ. Đó, người Mỹ có tới tài sản tới 90.000 tỷ lần nha mọi người, chỉ vay có 1.000 tỷ thôi. Mà số tiền đó không nằm ở chính phủ nha mọi người, số tiền đó nằm ở người dân của Mỹ, người dân giàu nhất của Mỹ chiếm 1% dân số của nước Mỹ. Tiền này nằm trong các tài khoản ngân hàng dưới dạng tín dụng và nằm trong các bất động sản hoặc giá trị của các công ty, tập đoàn kinh tế lớn. Bởi vậy 1.000 tỷ USD mà FED dùng để phát hành tiền mặt đó là rất nhỏ so với 90.000 tỷ mà dân Mỹ có trong tay, nên FED chẳng hề lo lạm phát. 1.000 tỷ rất lớn nha mọi người, 1.000 tỷ Mỹ Kim tính ra tiền Việt Nam 1 tỷ đô la là nó tới 23, gần hơn 23 tỷ tiền Việt Nam nha mọi người. 23.000 tỷ tiền Việt Nam, 1 tỷ đô la hơn 23.000 tỷ, có nghĩa là 1.000 Mỹ Kim nó tương đương với khoảng 23 triệu tỷ tiền Việt Nam nha mọi người. Khoảng hơn 23 triệu tỷ tiền Việt Nam, một số tiền rất là khủng khiếp, một số tiền rất là lớn, không phải chính phủ nào cũng có đâu nha mọi người. 23 triệu tỷ tiền Việt Nam đó. Và chính phủ Mỹ lấy gì để trả nợ mọi người? Vay rồi thì phải trả, phát hành trái phiếu rồi thì tới thời điểm phải trả nợ, thì chính phủ Mỹ lấy tiền đâu trả nợ? Đó, là chính phủ Mỹ sẽ giúp người dân xong sau qua đợt dịch này và hồi phục kinh tế của nước Mỹ, thì nước Mỹ sẽ thu thuế trở lại, thu thuế người dân trở lại để trả nợ công cho mọi người. Coi như là người dân sẽ ứng tiền của mình trước, ứng trước tiền để mà xây sở về các cái trong gia đình. Đó, xây sở về tiền nhà, tiền ăn, tiền uống, tiền điện, tiền nước, các cái ông Trump ông cho ứng trước. Đó, cũng như là ông cho ứng trước. Rồi sau này có điều kiện trở lại, ông sẽ thu thuế trở lại để trả nợ công. Coi như là cũng là tiền của người dân Mỹ đóng vào để trả nợ công, chứ không phải tiền của chính phủ Mỹ nha mọi người.
tất cả đều là của người dân Mỹ hết đó. Do đó người dân Mỹ rất là ủng hộ cái động thái này của ông Donald Trump cho để trong cái hoàn cảnh rất là rối ren và khó khăn này, thì ông Donald Trump làm như vậy rất là hay và rất là ý nghĩa đó. Nó là như vậy. Còn mình sẽ quay lại với các bạn, hồi nãy mình có nói là ngân hàng FED, nó là Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương Mỹ nha mọi người. Nó là một tổ chức tài chính quyền lực nhất thế giới, là nơi duy nhất được in tiền đô la Mỹ. Nó là nơi duy nhất nha mọi người được in tiền đô la Mỹ, không có nơi thứ hai. Nó là đưa ra chính sách tiền tệ không chỉ ảnh hưởng tới Hoa Kỳ mà còn rất nhiều quốc gia khác trên thế giới. Rất là ghê gớm. Còn trái phiếu là gì? Đó, có nhiều bạn cũng thắc mắc hỏi trái phiếu là cái gì? Thì hôm nay mình cũng xin thưa, trái phiếu là một loại chứng khoán quy định nghĩa vụ của các công ty phát hành. Đó, trái phiếu là người vay tiền, đó là thành lập trái phiếu nha mọi người. Người đi vay tiền thì thành lập trái phiếu, phải trả cho người nắm giữ trái phiếu, đó là người mua đó, người cho vay một khoản tiền xác định. Có xác định khoảng thời gian cụ thể. Công ty phát hành phải hoàn toàn trả khoản cho vay ban đầu khi nó đáo hạn. Đó. Mà người phát hành trái phiếu là doanh nghiệp, là một tổ chức chính quyền như là kho bạc nhà nước, chính phủ, phải có uy tín trên thế giới chứ không phải nước nào cũng phát hành trái phiếu được nha mọi người. Phải có uy tín trên thế giới mới phát hành cổ trái phiếu được. Đặc điểm của trái phiếu nó như thế này. Thu nhập của trái phiếu là tiền lãi, là khoản thu cố định thường kỳ và không phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của công ty phát hành. Trái phiếu là chứng khoán nợ, vì vậy khi mà công ty bị giải thể hoặc phá sản thì trước hết công ty phải có nghĩa vụ thanh toán cho trái phiếu trước, xong rồi mới cho cổ đông và các nợ xấu khác. Rồi sẵn tiện thì mình cũng chia sẻ với các bạn luôn sự giống nhau của trái phiếu và cổ phiếu. Giống nhau là nó là hình thức chuyển nhượng cầm cố, thế chấp thực kế, đều được hưởng chênh lệch giá, đều là phương tiện huy động vốn đối với công ty phát hành, đều là công cụ đầu tư đối với nhà đầu tư. Còn sự khác biệt giữa trái phiếu và cổ phiếu, trái phiếu là chứng chỉ ghi nhận nợ, người sở hữu là chủ nợ. Còn cổ phiếu là chứng chỉ góp vốn, người sở hữu là cổ đông. Người phát hành trái phiếu là con nợ nha mọi người. Người mua trái phiếu là chủ nợ, còn cổ phiếu là chúng ta chỉ góp vốn vào và chúng ta sẽ thành cổ đông thôi. Trái phiếu thì có lãi suất, còn cổ phiếu thì không có lãi suất. Trái phiếu chủ nợ không có quyền tham gia hoạt động công ty, vì chúng ta đi vay chúng ta không quyền hoạt động công ty đó, đất nước đó. Còn cổ phiếu thì cổ đông có quyền tham gia hoạt động của công ty nha mọi người. Trái phiếu có thời hạn nhất định, còn cổ phiếu không có thời hạn, nó gắn liền với sự tồn tại của công ty. Trái phiếu được rút khi đến hạn, còn cổ phiếu không được rút vốn trực tiếp. Trái phiếu thường ít rủi ro phụ thuộc vào độ an toàn của doanh nghiệp, của nhà nước. Mà nhà nước thì doanh nghiệp lớn thì thường thường rất ít phá sản mọi người. Do đó trái phiếu là cái tỷ lệ thành công của nó là 100% nha mọi người, 99,9% nha mọi người. Còn cổ phiếu độ rủi ro rất là cao, cổ phiếu lên thì có lời, cổ phiếu xuống thì chúng ta sẽ bị lỗ giá và công ty rất dễ phá sản. Cổ đông cổ phiếu thì rất dễ bị phá sản nha mọi người, phá sản thì sẽ mất trắng, chúng ta sẽ mất